Bộ trưởng Bộ Nội vụ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng là rất hợp lý. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho rằng đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng là rất hợp lý, tạo ra được động lực mới, giảm hiện trạng công chức viên chức xin thôi việc. Sáng ngày 22 tháng 10, trong phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà thông tin về vấn đề tăng lương cơ sở và tình hình công chức viên chức nghỉ việc thời gian qua. Mức tăng này rất hợp lý, tạo ra được động lực mới. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà cho hay, theo tinh thần nghị quyết số 27 của Trung ương thì từ năm 2021 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đã xem xét rất kỹ lưỡng thận trọng và quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương trong thời hạn nhất định. Khi chưa thực hiện được chính sách cải cách tiền lương sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Dù vậy, 3 năm vừa qua, từ năm 2019 đến năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế nên chưa thực hiện được tăng lương cơ sở. Năm nay, chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%. Bà Trà cho rằng mức tăng này rất hợp lý, tạo ra được động lực mới, giảm hiện trạng công chức viên chức xin thôi việc mức điều chỉnh khoảng 20,8% cũng tiệm cận dần với cải cách chính sách tiền lương bởi khung cải cách tiền lương dự kiến thấp nhất so với mức lương đang hiện hành tăng khoảng 29%, mức cao nhất trên 40%. Khi điều chỉnh mức lương cơ sở này cũng hướng theo mục tiêu là tiệm cận với cải cách chính tiền lương và mức này là phù hợp trong bối cảnh thực tiễn. Nếu điều kiện đất nước năm 2023 có sự phát triển kinh tế xã hội tốt và năm 2024 nếu tăng trưởng kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững, không bị tác động bởi các yếu tố khách quan như năm 2020, 2021, 2022 thì có thể triển khai được chính sách cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh. Gần 40.000 công chức viên chức nghỉ việc, giáo dục y tế nghỉ nhiều nhất. Về tình trạng công chức viên chức nghỉ việc, theo nữ bộ trưởng tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo thống kê của 63 tỉnh, thành, các bộ ngành cho thấy số công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc là 39.552 người, trong đó công chức có hơn 4.000 người còn viên chức là 35.523 người. Bà Trà cũng cho hay trong số công chức viên chức nghỉ việc chủ yếu rơi vào hai ngành giáo dục và y tế với giáo dục 2 năm rưỡi qua, số người xin thôi việc là 16.427 người, chiếm 41,53%, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 49%, độ tuổi dưới 40 chiếm 60%. Với y tế, trong 2 năm rưỡi qua, có 12.198 người xin thôi việc, chiếm tỷ lệ trong tổng số viên chức là 30,84%, trong đó độ tuổi dưới 40 trở xuống là 74,72% và có trình độ đại học trở lên là 56,27%. Vẫn theo Bộ trưởng, số liệu báo cáo là 2,55%, nhưng thực tế, số lượng công chức viên chức nghỉ việc nhiều rơi vào 6 tháng cuối năm 2021 và đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022. Nghỉ việc chủ yếu ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt là nơi có khu công nghiệp, khu chế xuất lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ. Còn các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, số lượng nhỏ, bà Trà Thông tin Đề cập nguyên nhân bà Trà cho biết là do tác động của đại dịch Covid-19 dẫn đến công chức viên chức phải chịu áp lực rất lớn về công việc, đặc biệt nhân viên y tế phải làm việc trong bối cảnh cực kỳ nguy hiểm, rủi ro nhưng hỗ trợ cho đời sống chưa đáp ứng được. Với nhân viên ngành giáo dục phải thay đổi phương thức, cách thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến dẫn đến áp lực rất lớn. Hơn nữa, sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế, thì các dịch vụ như y tế, giáo dục ngoài công lập có điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nên đã thu hút nguồn nhân lực rất lớn từ công sang tư. Bởi có chế độ ưu đãi tốt hơn, vì vậy bà cha cho rằng cần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và việc điều chỉnh tăng lương cơ sở chính là một cách để giảm bớt khó khăn cho người lao động. Đồng thời phải xem xét lại tổng thể công tâm khách quan về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh cần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện để người lao động yên tâm làm việc. Đại biểu cũng cho rằng năm 2022, mặc dù nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được những kết quả rất phấn khởi, thể hiện ở một số điểm nhấn cơ bản trong phát triển kinh tế xã hội như nỗ lực kiểm soát được lạm phát, ổn định được kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đáng chú ý, chúng ta cũng có sự quan tâm thích đáng đối với vấn đề nhân lực, chăm lo đến an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Do đó trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn nhưng cơ bản tình hình của người dân ổn định, không có những vấn đề quá khó khăn nổi lên. Đây cũng là một điểm nhấn rất rõ cho thấy chúng ta đã làm rất tích cực nỗ lực trong công tác chăm lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo sự ổn định, giữ vững được mục tiêu để chúng ta thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sự phát triển cân đối, hợp lý giữa phát triển kinh tế và xã hội, bà Trà nói. 22 tháng 10 tại phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội Công tác điều hành thị trường xăng dầu được đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có ý kiến phát biểu. Giá xăng dầu của Việt Nam thấp nhất trong khu vực và có thể nói thấp nhất trên thế giới. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, hiện nay cả thế giới đều đứng trong vấn đề về năng lượng, trong đó đáng lưu ý là dù giá xăng dầu cao nhưng cũng không có hàng để mua ở Việt Nam duy trì ngưỡng từ 21 đến 25.000 đồng một lít và thời điểm này là 23.000 đồng một lít. Đây là mức giá thấp nhất cho khu vực và có thể nói là thấp nhất trên thế giới, trừ Malaysia, trợ cấp trong nước. Người đứng đầu ngành công thương cũng cho biết do ảnh hưởng của tình hình thế giới cho nên biên độ dao động của giá xăng dầu là rất cao. Trong 10 kỳ điều hành liên tiếp, giá xăng dầu liên tục giảm nhưng đến thời điểm này bắt đầu tăng lên. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Diên cũng dành thời gian phân tích vì sao không xảy ra việc đóng cửa hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước mà chỉ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Tây Nam Bộ. Theo Bộ trưởng, khu vực này có lượng đáng kể xăng dầu trôi nổi, kể cả xăng dầu lậu và giả. Tháng 8 vừa qua, bắt được vụ sản xuất xăng giả và buôn xăng dầu lậu hàng trăm triệu lít. Ngoài ra, vừa qua cơn lốc chứng khoán, bất động sản cũng có tác động nhất định về nguyên tắc xử lý, Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp nào sai thì kiên quyết xử lý theo luật. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kết luận thanh tra, việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam, hay còn gọi là Vinataba, được thanh tra chính phủ công khai ngày 20 tháng 10 vừa qua. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Theo đó, phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung kết luận, kiến nghị tại kết luận số 966 về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản thoái vốn tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là Vinataba, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các bộ ngành có liên quan thực hiện kiến nghị của thanh tra Chính phủ và có báo cáo về cơ quan này. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, ngày 20 tháng 10 vừa qua, thanh tra chính phủ có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba. Thông báo kết luận ghi rõ, trong đầu tư xây dựng Vinataba có dấu hiệu sai phạm khi góp vốn dự án tại địa chỉ 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vinataba đã không thực hiện đánh giá lại tài sản, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng gần 31.000 m2 đất tại dự án nói trên mà không xin phép Thủ tướng. Từ kết quả thanh tra, Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng các bộ ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất có với diện tích là 31.000 m2 tại địa chỉ 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển bộ công an để điều tra và xử lý theo đúng quy định.